5 cân. Không phải 5 cân ăn rồi. Nhưng hôm nay là cho con già nó không ở nhà đấy, còn không bao giờ nói chuyện đấy. Như ấy là như ấy chị bảo không thấy mình, nhưng mà không thấy mình không về phải chị rồi còn tí xong đó là cứ bảo cứ bái lấy cho bạn hộ nọ kia đấy, nhiều người hỏi hộ. Cô ở nhà cô toàn mua lòng gà, cô đổ miếng qua lòng gà không không ăn gan đâu. Kinh chưa? Nhìn như thật đấy. Là xem. Không phải làm giá cho mẹ à? Không phải đang làm giá cho mẹ à? Xem cái gì?